tất cả những gì có trên cặp loa WeWood G2000. Và trong video ngày hôm nay thì bên em muốn một lần nữa nhấn mạnh cho chúng ta rằng đối với mức giá trị 6 triệu đồng thì cặp loa WeWood G2000 là một trong những đôi loa có thể đem lại cho chúng ta nhiều khả năng nghe nhạc, hát karaoke cũng như là xử lý những bản nhạc, nó sẽ đa dạng, tròn trịa. Đối với cách cấu trúc như thế này, đối với cách thiết kế như thế này thì đôi loa này cũng là một cái sản phẩm rất đáng để chúng ta mang vào những không gian gia đình của chúng ta để chúng ta trưng bày. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một phần thể hiện karaoke. Em sẽ gửi tặng tất cả các bạn đang theo dõi video ngày hôm nay một bài hát để chúng ta thấy rằng đôi loa 6 triệu nó đang đem lại cho chúng ta được những cái tiện ích như thế nào, giọng hát của chúng ta nó sẽ được xử lý như thế nào. Và đây sẽ là những cái cơ sở khi chúng ta đặt chọn niềm tin lên thế giới âm thanh số và đặt chọn niềm tin lên WeWood G2000. Mấy chiều bạc làng soi bóng nước, một chiếc thuyền nan vội vã trở về, sông Lam một dải xanh như ngọc, vời vời mắt ai buồn tay tê. Xa xa mây phủ non hồng lên, đã vàng hoa cài nở bên sông, câu hát dân thương vương trong nước, đò đầy đò phải sang sông, đến duyên em đi lấy chồng. Đôi mắt người thương nghiêng vành nón, giận hờn chi giữa bên sông buồn, anh đò ngỏ lời em chờ đợi sớm hôm, vì hoa đến kỳ thì hoa phải nở, em xuống bên đò em về bên nơ, nước mắt nhạt nhòa theo mài treo buông. Từ đồ chia tay anh phiêu bạt buông hương, nay trở về quê đò gác bên rồi, nghe câu ví dặm người ơi, sương chiều ướt lạnh dòng trôi, sông Lam xanh biếc đôi bờ, mà anh lỡ hẹn chuyến đò sang ngang, sông Lam bên lỡ bên bồi, mà anh lỡ hẹn với người anh thương. Tứ đồ chia tay anh phiêu bạt mùa phương, nay trở về quê đò gác bên rồi, nghe câu ví dặm người ơi, sương chiều ướt lạnh dòng trôi, sông Lam xanh biếc đôi bờ, mà anh lỡ hẹn chuyến đò sang.